Liệu quân bên phía đối bạn là gì? Bên mình có một xe của Gunny rồi. Rồi như vậy quân bên phía đội bạn là Sang, Egypt, Ia, Ia. Bên mình có Sang, Roman, Summer và Greg. Bên họ có hai chém tuyển là Ia. Một quân ép đời tốt là Sang và một cung tuyển là Egypt. Tí lại cầm cung Egypt, lại cầm chủ lực sao? Đây mảnh máy của Sang. Đây là truy mệnh cầm Summer ở đầu cánh. Hồng Anh, Hồng Anh em cầm Greg ở trong cánh. Còn đây là Dương Còi cầm Roman ở đầu cánh. Vậy là tất tay mảnh máy của game thủ Dương Còi đi. Thaline 10/12 đang đá về hiệu 5 của mình về nhà chính. Hồng Anh nào, Hồng Anh vẫn chưa thay đổi gì thì phải. Summer. Thôi quay lại Dương Còi. Roman. Quả đâu? Voi đâu và hươu đâu? Hươu đây rồi. Còn quả và voi đâu? Bên phía đội bạn là Sang, Egypt và Haya. Như vậy là Roman đã thấy đôi voi, thiếu bãi quả nữa. Hy vọng là cái con dân nó đang đi xuống phía dưới thấy bãi quả cho game thủ Dương Còi. Một. Vẫn chưa thấy bãi quả đâu. Dân quả chính được tách xuống phang lô luôn. Chuyển qua màn máy của game thủ Hồng Anh. Đang ăn quả phụ. Bãi quả phụ ngay gần bãi quả chính thôi. Đôi voi lùa về và bấy hiêu sát mép. Vậy đủ đồ cho Greg. Summer của game thủ Truy Mệnh chắc chắn sẽ đánh cung trong trận thi đấu này. Thấy một bãi quả phụ và có phải cái hốc trong đó luôn không? Có thể không hốc được vào đây luôn. Cẩn thận đôi sư tử. Quay lại với Hồng Anh. 25/28 đang dâng lời chéo cánh sang phía bên kia để cho Summerian truy mạnh đánh cung. Thông tin đến từ Dương Còi thì Hoàng Minh Nhi chết 3 dân ra. Hoàng Mai Nhi chết 3 dân. Như vậy là tôi yên tâm rồi. Liệu đầu cánh của game thủ Truy Mệnh là game thủ nào đây? Chúng ta cùng chờ đợi. Hồng Anh, Dương Còi. Dương Còi đã thiết kế xong nhà L rồi. BM đóng chưa? BM đóng rồi. Như vậy là kích đời.
10-32 với 25 dân của Roman. Lượng gỗ sẽ là đủ cho Dương Còi xóa thêm 4 cái ruộng nữa. Sóc giò bò bế vãi vàng luôn, rất chắc cốp. Xem mảnh máy của kim thủ Hồng Anh đi, cắt dần dần vàng, có con ngựa giò luôn. Và tên này phải đi giò cẩn thận, giò lui lui ra xét mép tí, chứ đừng vòng luôn vào góc 3 giờ. Khả năng bỏ một nhà nào bên phía đối bạn là rất cao. Gặp nhà của kim thủ màu 8 hay màu 6 đây, màu 6. Màu 6. Gặp ngay nhà tí, nhà tí trong góc 3 giờ đánh cùng Egip. Quay sang Dương Còi đi. Dương Còi gặp nhà màu 7, màu 7 cầm Yamato. Vẫn chưa làm được gì sao? Quay lại với Hồng Anh. Hy vọng Hồng Anh sẽ chém tốt. Hai nhà lọc sắp đều. Và có vẻ như nhà màu 6 đang muốn khung vào cái hốc ở phía trong này. Đứng con giò. Cẩn thận họ vẻ e và bo kín luôn chỗ này thì rất khó để chém được màu 6. Hai chém sắp ra rồi. Màu 6 đang khung hốc, cẩn thận cẩn thận. Cẩn thận họ chốt đây. Nào nào. À, nhanh lên, chém đến nhanh lên. Nhanh lên nào. Ui nổ, bùm, rồi. Đuổi quá, ăn được cái móng. Rồi rồi, hai dần. À, hai dần. Ôi. Như vậy là hai con chém đang tộc chạy vào. Vậy em, vậy, vào. Không vào. Hay quá. Lọt vào bãi gỗ. Màu 6 vẫn chưa có bánh xe. Còn 3 như vậy bên phía đội bạn, màu 6 đóng đến 3S trong trận thi đấu này. Bắt đầu có bánh xe rồi. Nhưng mà sau tơn lọt này thì màu 6 sẽ bị mất lực đi. Sang đi ruộng. Có còn lọt không? Vẫn lọt được ấy. Vẫn vào được ấy. Tí bo nhà kiểu gì đây? Nghệ sĩ bo nhà sao? Đi ruộng. Ôi, lọt vào. Không qua. Thôi sang mình máy khác đi, mình máy của kiếm thủ Dương Còi. Dương Còi đánh lọt vào bãi gỗ màu 7 đây. Có chốt e không em? Chốt luôn cái e cho dân nó đỡ chạy. Thôi không cần chốt. Rồi, màu 7 mất hết bãi gỗ nhá. Màu 7 là văng lốp cầm Yamato. Quay sang Gunny nào. Anh Gunny cũng đánh chém à? Thì vậy bên phía bên mình chỉ có một nhà đánh cung là kiếm thủ Truy Mạnh thôi. Gunny vẫn chưa có mình xe. Thôi quay sang Hồng Anh. Hồng Anh đang chém tốt. Đang chém yếu rồi nhà Egypt. Ui giời, dân Egypt chạy phía bên ngoài nhiều lắm ông ơi. Lại sang đi cung ra. Cũng được. Quay sang mảnh máy của game thủ Guni. Guni 36/36 này. Đang có khá nhiều ruộng quanh nhà chính. Hấp diêm. Hấp diêm chết tí. Tham lai cân màu 3 bên phía bên mình đang rất to. Nhà Truy Mệnh. Truy Mệnh vẫn đang to. Khi mà Truy Mệnh là nhà đầu cánh, đang đẩy cung chết màu 6 ra. Hay quá. Như vậy 18 bên phía đối bạn đánh cung A. 18 cũng là IA. Và Tễu là người cầm Yamato đánh cung A trong trận thi đấu này. Ui dân màu 5 kìa. Dân màu 5, dân màu 6. Úi giời ơi. Nhiều dân quá. Dương Còi vẫn có tham lai 3X. Quay sang ngôi sao trận đấu này, tức là Hồng Anh. Hồng Anh 28/36. Bây giờ thì thôi. À vẫn còn bãi gỗ à? Trời nốt. Xúc nốt bãi gỗ. Quay sang mảnh máy của Guli. Ui ơi anh Guli ơi. Anh Guli đang chém nhà màu 8. Cung rơ màu 6 đang phải giật cho sang nhà màu 8 để đỡ. Cung A gần hết thôi. Như vậy là sang Truy Mạnh đi. Xem Truy Mạnh để nhìn toàn cục. Ui ơi Cung A chết hết rồi ông ơi. Chết hết Cung A rồi. Giờ thì ai có ai ăn dân không? Có ai vào ăn dân không? Ôi tươi quá. Guni nào. Guni vẫn tham lai gần 40. Có bánh xe chưa anh? Chắc là có bánh xe rồi thôi. Lên cái bánh xe. Nếu mà chưa lên. Hồng Anh nào. Hồng Anh vẫn 22. Ê, Hồng Anh vào đây hay quá. Rồi Hồng Anh vào đây là tươi đấy.
khi mà những con ngựa chém rất khác những con cung A, và đội bạn đã đi xa rồi. Ông Anh đã tỏa sáng trong trận thi đấu thứ hai trong xe đấu thứ 6 này. Một tên mà ăn được cái móng nhà A của Egypt và tổng tốc chạy vào. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu bả lề trong xe đấu thứ 6 thôi. Thẳng. Bên cánh phía bên kia thì còi cũng chém tốt, còn ăn được hết bãi gỗ của nhà mùa 7 và cân cánh. Như vậy là được rồi.